Trở lại để bán phần mềm cho Huawei, sau khi bị đưa vào danh sách đen của chính phủ Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, Microsoft là một trong những ông lớn công nghệ đã buộc phải ngừng hợp tác với Huawei vì lo ngại bị chính phủ Mỹ trừng phạt. Huawei sau đó đã phải ngừng phát triển các phiên bản laptop mới của mình vì Microsoft không còn tiếp tục bán bản quyền Windows để sử dụng trên các sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, mới đây, một tin vui đã đến với Huawei khi Microsoft đã lên tiếng xác nhận được chính phủ Mỹ cấp phép để có thể tiếp tục hợp tác và bán các sản phẩm của mình cho Huawei. Bộ Thương mại Mỹ đã chấp thuận đơn xin phép của Microsoft để tiếp tục bán bản quyền phần mềm cho Huawei. Chúng tôi đánh giá cao động thái của Bộ Thương mại vì đã đáp ứng đơn xin phép của chúng tôi, một phát ngôn viên của Microsoft cho biết. Đây là một tin vui đối với Huawei vì hãng đã có thể tiếp tục phát triển các mẫu laptop mới của mình khi đã có thể tiếp tục cài đặt hệ điều hành Windows trên đó. Huawei cũng đã từng xác nhận rằng mình đã ít nhất một lần phải hủy bỏ kế hoạch ra mắt mẫu laptop mới vì không mua được bản quyền Windows.